Ngô Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn. Hôm nay Ngô Hoàng đang có mặt tại con hẻm này là hẻm 161D của đường Lạc Long Quân. Và ở đây là hiện tại là đang thuộc phường 3 quận 11 nha cô chú anh chị. Đối diện của chú anh chị mình đó là trường học Nguyễn Văn Phú của chú anh chị ha. Cái này trường này là trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú ha. Còn hướng này á cô chú anh chị mình sẽ đi thẳng luôn, là mình sẽ đi ra vị trí mặt tiền đường giữa đường Lạc Long Quân. Cắt ngang giữa đường Lạc Long Quân á là đường Bình Thới ha. Thì đường này á là nó sẽ đối diện với lại đường Bình Thới luôn, là từ cái đường này của chú anh chị mình đi thẳng ra là đối diện là sẽ là đường Bình Thới. Ngay chỗ đó là góc ngã tư Lạc Long Quân với Bình Thới, gần ngay chỗ Ủy ban nhân dân quận 11 nha cô chú anh chị. Văn phòng đăng ký đất đai quận 11 luôn, và chi cục thuế quận 11 ở ngay chỗ cái đường Bình Thới luôn cô chú anh chị ha. Thì nhà mình thì gần ngay chỗ chợ Bình Thới nè, ở đây thì gần ngay chỗ trường học nè, trường học Nguyễn Văn Phú nè ha. Đó, còn cái hẻm bên này nè, cái hẻm nhà thờ giáo xứ Bình Thới rẽ phải nè cô chú anh chị, rẽ trái nè. Đó, có cái bảng chỉ dẫn nè cô chú anh chị. Ở bảng chỉ dẫn ở đây nè. Là cái hướng này á, là cô chú anh chị mình sẽ đi vô, là mình sẽ vô ngay cái vị trí ngôi chợ nha. Ở trên trong đó có một cái vị trí ngôi chợ. Còn cái lối này đó là mình đi thẳng luôn, là mình cuối đường. Cô chú anh chị mình rẽ phải á, là hiện tại là đang ở chỗ đó là về khu du lịch Đầm Sen, người ta mới đền bù giải tỏa cái khu vực đó để cho cái lượng xe lưu thông từ hai hướng nha cô chú anh chị, ba hướng luôn. Là một hướng ở Hòa Bình vô Đầm Sen, và một hướng là ở Lạc Long Quân vô Đầm Sen, và hướng tiếp theo là sẽ nối dài ở đây luôn nha cô chú anh chị, nối dài ở khu vực này luôn. Thì khu nhà mình là cực kỳ sung luôn ha. Ở đây thì vị trí này đó là hiện tại là đang là cái vị trí gần chợ nè, gần trường học nè cô chú anh chị. Thì vị trí ngôi nhà của mình đó là hẻm xe hơi ha. Hẻm nhà mình là thuộc 106 của đường Lạc Long Quân mình đi vô. Hiện tại ngôi nhà này chủ đang chốt cho bên Nguyễn Hoàng là 3,5 tỷ nha. 3,5 tỷ nha cô chú anh chị. Nhà mình là căn góc hai mặt tiền trước sau, hai mặt tiền hông phía trước ha. Và vị trí ngôi nhà mình có thể kinh doanh buôn bán nhỏ được luôn, tại vì nhà mình á cái lượng xe đi qua lại cực kỳ đông nha cô chú anh chị. Đây, vị trí này là vị trí ngôi chợ ha. Cái hướng này mình đi thông ra kênh Tân Hóa luôn nè. Ở ngay chỗ góc ngã tư này nè, ở đầu đường là nó có quán tạp hóa nè ha. Là từ cái quán tạp hóa này mình sẽ đi vô bên trong nha. Ở vô bên trong đó mình sẽ rẽ tay phải. Nhà có kết cấu một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha. Đó, tới ngay chỗ cái cơm trưa nè cô chú anh chị, cơm trưa bình dân nè. Đó, cơm trưa bình dân nè, là cô chú anh chị mình rẽ tay phải ở đây nè. Thì cái đầu của này là 106H nè, sẹt 36A là Công Quân. Ở đây thì hiện tại cũng đang là thuộc phường 3 quận 11 nha cô chú anh chị. Hẻm nhà mình là hẻm xe hơi ha. Nguyễn Hoàng xin nhắc lại là hẻm nhà mình là hẻm xe hơi, và nhà mình là hẻm thông nha. Nhà mình là căn hai mặt hẻm, vị trí có thể kinh doanh buôn bán nhỏ được nha. Ở đây thì có lượng xe qua lại, nói chung là cái đường tránh đó cô chú anh chị, tránh kẹt xe ở bên ngay chỗ cái Lạc Long Quân mà khúc Lạc Long Quân nối dài của chú anh chị. Đó thì nhiều người ta sẽ đi cái đường này để tránh kẹt xe bớt ha. Ở đây nè cô chú anh chị mình thấy không, buôn bán nè, tiệm hớt tóc nè ha. Ở đây có bán quán nhậu ở đây luôn nè. Nhà có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng nha cô chú anh chị. Nhà có kết cấu một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh cô chú anh chị nha. Một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Căn nhà mình là căn hai mặt hẻm ha, hai mặt hẻm, một mặt hẻm bên hông và một mặt hẻm ở bên trước nha. Thì vị trí ngôi nhà mình á, cô chú anh chị nào mà có thể kinh doanh buôn bán nhỏ được nha. Tại vị trí ngôi nhà của mình là kinh doanh buôn bán nhỏ được. Ở đây thì kinh doanh buôn bán nhỏ được nha cô chú anh chị. Nhà mình được cái là có khoảng không gian ban công ở phía cái mặt tiền hông này nè. Ở mặt tiền hông có một cái khoảng không gian ban công cực kỳ rộng luôn. Ban công này nó rộng khoảng có chừng là 1 mét á cô chú anh chị, gần 1 mét á ha. Thì nhà mình sẽ có hai phòng ngủ ở bên trên, khu vực này một phòng và bên này một phòng. Ở giữa thì sẽ là khoảng không gian toilet nha. Và bên dưới nhà mình á thì có một khoảng không gian toilet nữa. Nhà thì hiện tại là chủ đang làm là hai lớp cửa, đó là một lớp cửa nhôm sinh pha ở bên ngoài, và nhôm sinh pha là cửa bốn cánh, và một lớp cửa sắt ở bên trong. Mặt tiền thì đang ốp gạch cao ráo nha cô chú anh chị, ốp khu vực xung quanh là ốp toàn bộ lên tới bên trên luôn ha. Ở phía trước của nhà mình đó là sẽ có một cái khoảng không gian, đó là mái che nữa. Ở thì khu vực mái che thì hiện tại là ở đây là đang làm ban công luôn, sẵn là làm ban công làm cái mái che luôn nha cô chú anh chị. Đó, đường trước nhà của mình đây. Vị trí này cô chú anh chị mình đi xe hơi, mình quay đầu xe hơi trước cửa nhà mình được luôn nha. Nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ Nguyễn Hoàng với cái số điện thoại 0901
0969736379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm cái bất động sản này, mình chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng ha, giúp cho chủ nhà bán được nhà cũng giúp cho người mua được cái căn nhà. Còn cái này là mình hướng đi thông ra mặt tiền Lạc Long Quân nối dài nha cô chú anh chị. Ở nhà mình thì căn này ha, và hiện tại ngôi nhà mình đang có cái địa chỉ là 106/49 của đường Lạc Long Quân, thuộc phường 3 quận 11 nha, thuộc phường 3 quận 11, nhà có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Ở kết cấu một trệt một lầu ở bên trên, ở phòng này có cửa sổ luôn, phòng bên kia cũng có cửa sổ luôn cô chú anh chị. Con hẻm này là con hẻm thông luôn nha, vị trí ngôi nhà của mình đó là hẻm này hẻm thông luôn, hẻm này thì nó có độ rộng là 4m ha. Còn hẻm trước này rộng khoảng có chừng là 4m rưỡi. Hướng này thì mình đi ra ngay chỗ trường học Nguyễn Văn Phú nè, ra bên chợ nha cô chú chị, ra bên nhà thờ Phú Bình ha, ra bên nhà thờ Bình Thới nha cô chú chị. Còn hướng này mình ra cái vị trí là đường Lạc Long Quân nối dài nha. Ở nhà mình là căn hai mặt hẻm nha cô chú chị, hai mặt hẻm, một mặt hẻm phía trước và một mặt hẻm bên hông ha. Nhà cực kỳ thoáng luôn cô chú chị ơi. Và hiện tại ngôi nhà của mình đang có cái hướng chánh, đó là một hướng là thuộc hướng nam. Hướng nam là hướng trước mặt này rồi cô chú anh chị, hướng nam là hướng này. Còn hướng đông của ngôi nhà mình đó là sẽ nằm bên hông đó, bên hông của nhà mình là hướng đông ha. Ở đường nè, đường xá rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nhà mình thì gần ngay chỗ trường học Nguyễn Văn Phú nè, rồi gần ngay chỗ bên chợ luôn nha cô chú anh chị, gần ngay chỗ chợ Bình Thới luôn ha. Ở đây thì thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển nha cô chú anh chị ha. Ở mặt tiền thì chủ ốp gạch cao ráo đụng lên tới bên trên luôn. Cửa nhà mình là cửa xài cửa nhôm sinh pha nè, cửa bốn cánh nè ha. Ở bên này cũng là cửa bốn cánh, phía bên kia cũng cửa bốn cánh, và bên trong sẽ là một lớp cửa, đó là lớp cửa sắt kéo lùa. Ở bên này cũng là một lớp cửa sắt kéo lùa nè, bên trong cũng vậy luôn. Thì ngôi nhà của mình á, bề ngang á là 4m và chiều dài á là 6m 67 nha cô chú chị, là 6m 7 của chú chị ha. Ngang 4, dài 6m 7 của chú chị, ngang 4m và chiều dài là 6m 7. Tính từ vị trí bên này mình qua bên này ha là 4m, trải dài vô trong là 6m 7 của chú chị ha. Đó, thì đồng hồ nước của mình thì chủ đang thiết kế nằm bên này, có vòi nước ở đây sẵn luôn cho cô chú chị mình sử dụng nè. Nhà kiên cố đẹp nha cô chú chị, gạch ốp cao ráo ha. Toàn bộ bên trong ngôi nhà của mình đó là hiện tại là đang ốp gạch cao ráo lên là 5 viên gạch nha cô chú chị. Phía trước của ngôi nhà mình, phía trước này là sẽ là khoảng không gian bếp nè. Bếp thì sẽ có kệ tủ bếp ha, gian bếp thì bằng tủ nhôm nha cô chú chị, màu giả gỗ ha. Ở bên dưới này thì sẽ có khoảng không gian toilet cho cô chú chị mình sử dụng nè. Ở nhà này phải nói là ở là tuyệt vời luôn cô chú chị. Căn góc hai mặt tiền hẻm trước sau, hai mặt tiền hẻm ở trước và bên hông ha. Vị trí có thể kinh doanh buôn bán nhỏ được luôn cô chú chị nha. Ở khu vực này là khu vực toilet, thì chủ đang thiết kế là ở dưới cầu thang thì cho nó đỡ chiếm diện tích của ngôi nhà của chú chị. Quạt trần ở bên trên là chủ có kết hợp quạt với lại hệ thống đèn luôn cô chú chị. Nguyễn Hoàng xin nhắc lại là ngôi nhà mình đang thuộc con hẻm 106 của đường Lạc Long Quân, thuộc phường 3 quận 11 của cô chú chị nha. Nhà mình có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng ha, mua bán thì mình ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm mình liên hệ Nguyễn Hoàng với cái số điện thoại 0901796379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm mình, có thể chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng ha. Giúp cho chủ nhà bán được nhà cũng giúp cho người mua được cái căn nhà giá tốt của chú anh chị. Cùng mời cô chú anh chị mình tham quan lại khoảng không gian khu vực phòng khách một lần nữa, và sau đó thì Nguyễn Hoàng sẽ đi lên lầu 1 để review ở bên trên. Trước mặt tiền này nè cô chú anh chị, mình sẽ đậu được vài chiếc xe nè ha. Bên này mình cũng đậu được vài chiếc xe luôn. Ở phía bên kia mình cũng đậu xe thoải mái luôn cô chú anh chị. Nhà mình là thuộc con hẻm thông đó, nãy giờ cô chú anh chị mình sẽ thấy cái lượng xe qua lại cực kỳ đông ha. Thì nếu cô chú anh chị nào mà mình mua về, mình có thể kinh doanh buôn bán tạp hóa ở đây cũng được nha. Ở Nguyễn Hoàng xin nhắc lại là buôn bán tạp hóa được luôn nha cô chú anh chị. Cầu thang nhà mình là cầu thang đúc bê tông cốt thép, tay vịn thì bằng gỗ cam xe, kính cường lực nha cô chú anh chị. Bề mặt đi bằng đá hoa cương. Bề mặt đi của ngôi nhà mình là bằng đá hoa cương nè cô chú anh chị. Nhà có bề ngang là 4m và chiều dài là 6m 7 cô chú anh chị. Nhà có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có nhu cầu, liên hệ ngoài nha. Và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha cô chú anh chị.
Nhà thì gần ngay chỗ trường học Nguyễn Văn Phú à. Rồi gần ngay chỗ nhà thờ Bình Thới luôn cô chú chị. Và gần ngay chỗ chợ luôn. Từ đây đi vài bước chân cô chú anh chị mình ra cái chợ nhỏ nha. Chợ đó là cũng từ hồi xưa đến giờ rồi cô chú anh chị. Nhà là căn gốc nên cô chú anh chị mình sẽ thấy là được cái là có hai ô cửa sổ, bên này một ô và bên này một ô. Cửa thì hiện tại là chủ đang xài là cửa nhôm sinh pha kính nha cô chú anh chị. Và đây là một phòng ha. Đó, cửa này cũng là cửa nhôm sinh pha kính đục nè. Ở bên trên là hệ thống đèn nè cô chú anh chị. Đó, hệ thống đèn cực kỳ đẹp luôn. Ở đèn led âm trần và đèn led hộp kèm theo là trần giật cấp ha. Ở bên trên thì giật cấp thêm một cái nữa cô chú chị ha, vòng tròn. Ở bên này là một phòng ngủ nữa nè. Nhà mình thì có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hiện tại đang có hai hướng chánh, hướng này là hướng nam, còn hướng bên này là thuộc hướng đông nha. Ở nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Cô chú anh chị nào đang quan tâm kết nối ngay với Nguyễn Hoàng nha. Ở cửa thì xài là cửa nhôm sinh pha toàn bộ nha cô chú anh chị, toàn bộ cửa của nhà mình là cửa nhôm sinh pha hết cô chú anh chị ha. Cầu thang thì đúc bê tông cốt thép nha. Nhà mình là sàn đúc bê tông cốt thép luôn nha cô chú anh chị, sàn đúc luôn ha. Ở sàn đúc bê tông cốt thép luôn nha cô chú anh chị. Được cái là ngôi nhà mình là sàn đúc bê tông cốt thép. Ở phía trước này sẽ là khoảng không gian ban công của ngôi nhà mình, cô chú anh chị mình có thể mình làm cái sào phơi đồ, mình phơi đồ ở ngoài đây ha. Ở đây thì cũng có cái van nước sẵn cho cô chú anh chị mình sử dụng nè. Bên này thì có cái ống thoát nước nè, ống thoát nước nằm bên này. Ở nhà thì hiện tại là tay vịn là bằng inox 304 kính cường lực, được bao quanh từ bên kia qua tới bên này luôn. Ở bên dưới này thì có cái mái che nha cô chú anh chị, mặt tiền phía trước có mái che. Mặt tiền bên hông này sẽ hiện tại là đang chỗ cái ban công ra thì cũng làm cái mái che sẵn luôn cô chú anh chị. Hướng này á, là mình sẽ đi ra vị trí mặt tiền đường của đường Lạc Long Quân. Ở đường Lạc Long Quân nối dài cô chú anh chị nha. Còn hướng ngược lại này á, là cô chú anh chị mình sẽ đi ra được trường học Nguyễn Văn Phú, ra ngay chỗ chợ Bình Thới nè. Chợ Bình Thới cũ ha. Còn một cái chợ Bình Thới mới là nó nằm ở bên cái lối này nè cô chú anh chị. Mình hướng đi ra mặt tiền đường của đường Lạc Long Quân nối dài cô chú anh chị mình rẽ trái mình ra xóm đất á, là cái chợ Bình Thới nó nằm ở đó nha. Và ở bên đây thì mình hướng ra ngay chỗ trường học nè, trường học Nguyễn Văn Phú nè, rồi hướng ra ngay chỗ nhà thờ Bình Thới nè. Rồi mình đi qua đầm sen nó cũng khá là gần ha. Thì hồi nãy Nguyễn Hoàng có review cho cô chú anh chị mình đó là cái góc ngồi kia đó, là hiện tại mình đi cuối đường đó, mình rẽ phải là ngay chỗ cái đầm sen đang làm cái đường để chuẩn bị mở rộng thêm cái lối vào nha cô chú anh chị. Nhà mình hiện tại đang thuộc 106/49 của đường Lạc Long Quân, thuộc phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà có bề ngang là 4m và chiều dài là 6m7, kết cấu một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hiện tại đang có hướng chánh là một hướng trước mặt á, là hướng nam, hướng bên hông sẽ là hướng đông nha cô chú chị. Nhà thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng ha, mua bán thì kỹ công chứng sang tên. Hiện tại ngôi nhà này chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 3,5 tỷ là giá chốt. 3,5 tỷ là giá chốt nha cô chú chị. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm mình kết nối ngay với Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem ha, ưng ý mình gặp trực tiếp chính chủ để mình trao đổi về cái giá cả nha. Và bây giờ thì Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo. Chúc quý cô chú anh chị mình một ngày làm việc an lành và tốt đẹp nha.